Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Gia Fit. Và đây là trận đấu cuối cùng của mình nha. Trận đấu cuối cùng anh em đừng hiểu nhầm nha. Trận đấu cuối cùng ở danh Kim Cương 1. Tại vì sao? Hiện tại mình đang ở danh Kim Cương 1 với 5 sao rồi. Nếu mà Trang thắng trận đấu này thì mình sẽ lên danh cao thủ anh em ơi. Tạm biệt danh Kim Cương và lên danh cao thủ. Một cái khoảng khắc rất nhiều anh em mong chờ, rất nhiều anh em muốn. Tại vì nhiều anh em mình biết là muốn lên danh cao thủ lắm. Thật ra cái lý do là mình không lên sớm, căn bản là hiện tại mình đã nói rồi, hiện tại mình cũng phải đi học, cái này là cũng không thể chuyên tâm vào đánh danh được anh em ơi. Tranh thủ làm clip cho anh em thôi, rồi sau đó là lại đi học đó. Nếu mà anh em biết, nếu mà qua trang cá nhân của mình thì biết mình hiện tại đang là sinh viên mà. Đó, ôi, cướp rừng, trời ơi, làm gì mà gắt thế. Ôi, đúng thật, trận đấu cuối cùng của mình rất là khó khăn, chưa gì là mình đã bị mất cái con bùa đỏ rồi anh em ơi. Mà Zephyr mất bùa đỏ thì cũng như là phế thời gian đầu. Hiện tại mình đang bị thọt và cũng như là cái khả năng mình đi gank nó sẽ kém hiệu quả. Khi mà chưa đạt level 4 anh em bị thọt, dẫn đến anh em đi gank không có chiêu cuối để có thể là hạ gục mục tiêu. Cố gắng lên nào, giữ chân Triệu Vân lại, nhưng mà Triệu Vân chạy nhanh quá anh em ơi. Theo đuổi một người nhưng mà người đấy chạy nhanh quá, không đuổi kịp anh em ơi, chạy ngay đi mà. Ok, chúng ta thôi, có lẽ là thôi, té. Bỏ. Bỏ thôi, mình chưa có chiêu cuối anh em ơi. Wow, đang có Chao Na đến hỗ trợ. Kệ Chao Na đi. Ok. Trang bị cho vị tướng này mình sẽ để trong clip cho anh em. Trang bị đầu tiên sẽ là Dìu Lê Vi Thèn, một trang bị đi rừng và giúp vị tướng Zephyr chúng ta cứng cáp rất là nhiều trong một trận đấu. Ok. Đấy nha, mình đã nói rồi, anh em đừng hiểu nhầm nha. Trận đấu cuối cùng của mình ở danh Kim Cương thôi. Nếu mà lên được thì mình sẽ là lên danh cao thủ, còn nếu mà không thì vẫn ở mức danh Kim Cương anh em ơi. Đó, hôm nay thì được nghỉ, thật sự hôm nay được nghỉ nên là có thời gian leo danh. Vậy nên là một buổi chiều nay là thắng rất nhiều trận đấu thôi. Ok, mình sẽ kéo cái con bùa xanh ra đây. Và trong trận đấu này anh em thể nhìn thấy là team mình đang có một đội hình cũng khá là ổn định đấy anh em ơi. Đây, có bò lạc kia. Chạy đâu, mình sắp hồi chiều cuối rồi, lao vào. Xin thưa anh em ơi, có lẽ là mình chạy đây không ham hố đánh nhau, tại vì là team bạn ăn được con rồng và đã ra khu vực đường giữa tham gia giao tranh. Chạy, farm đã. Hiện tại Senel đang cố gắng cướp cái con bùa xanh của Nakoroth nhưng mà không thành rồi anh em ơi, mình sẽ phải ra hỗ trợ cho Senel nhanh nhất có thể thôi. Senel đang gặp nguy hiểm khi mà Triệu Vân đang chạy ra. Từ từ nha. Thôi, có lẽ là ở đây có, ủa ơi, có hàng ngon hơn anh em ơi. Uầy, Chao Na ở đâu ra vậy? Đúng là cớm thật. Mình không có tầm nhìn và Chao Na đã đứng chờ sẵn ở trong bụi rồi. Trời đất ơi. Hiện tại công nhận là một trận đấu khá là căng thẳng khi mà chưa có một cái điểm hạ gục nào xảy ra trong 3 phút đầu tiên của trận đấu anh em ơi. Mặc dù là mình đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng đi gank nhưng mà không thành công anh em ơi. Đầu game bị cướp mất con bùa xanh. Chơi. Đây là cái dấu ấn này. Một cái sai lầm bạn ơi, không có tầm nhìn vào lao vào. Và đây sẽ là cái mạng chiến công đầu. Wow, tuyệt vời, chiến công đầu anh em ơi. Dìu Leviathan và một mạng chiến công đầu. Mình sẽ phải chạy đây anh em ơi. Té thôi. Thơm quá, Triệu Vân ngây thơ. Đúng rồi, khổ thân Triệu Vân thật. Ngây thơ quá đi. Ham mạng của Senel. Ok, không sao. Chủ yếu trong trận đấu này mình phải bắt được cái con bài, đó là vị tướng Pareta kìa anh em ơi. Con rồng cái gì vậy, đứng đây chờ bùa xanh mình ra. Ok, hiện tại anh em thể nhìn thấy là Nakoroth. Cố gắng nào bạn ơi, mình không có cấp cứu, mình mang pháp bổ trợ tê tái mà. Và cố gắng nè, 4 người nè và thêm bảng nha. Chắc là vị tướng Nakoroth sử dụng hết bộ kỹ năng và chưa kịp hồi anh em ơi. Và cái kết đắng khi mà đứng đây và chờ đợi con bùa xanh hồi ra và mình đã có điểm hạ gục. Wow, hai mạng rồi. Đầu game cướp rừng mình và bây giờ vẫn tiếp tục cướp rừng mình mà gặp một cái kết rất đắng, và Senel đang tiếp tục lấy cái con bùa xanh thứ hai. Senel rất là tích cực khi mà sang bên rừng team bạn để cướp bùa xanh. Mana Cross anh em biết, mất bùa xanh thì cũng như là giảm đi cái khả năng cơ động của vị tướng Nakoroth. Ok. Đây này, trên này lên bắt lại cái con King Cross thì Đây, phát này trên này, nhảy này. Ơ kìa, Sakahi đâu rồi, không bám sát theo mình nhờ. Anh đi cùng mình đi đến hết chặng đường chứ sao đi giữa đường chạy. Trời ơi, đi muộn quá. Không thành rồi, nhưng không sao, chúng ta sẽ cố gắng lấy cái con rồng đầu tiên này. Wow, ăn rồng nha. Hiện tại thì mình chưa hồi tê tái, anh em cố gắng ăn nhanh không dừng tin bạn ra cướp thì đúng rồi. Khó khăn
khó khăn quá. Ok, Bretta đứng đây chờ sẵn và không thành công anh em ơi. Vì mình ăn dòng với tốc độ rất là nhanh. Khu vực dưới lại đánh nhau rồi, cố gắng nha, trụ đường một chút đi. Mình sắp sửa xuống hỗ trợ cho vị tướng Senel rồi ở khu vực đường dưới. Ok, Senel cố gắng dụ Triệu Vân cái nào. Mình sẽ luôn ở đằng sau bạn. Đấy đây, tới luôn đây. Ok, Triệu Vân đã bị mắc bẫy anh em ơi, level mấy đây? Level 7 ạ, wow, chết chắc rồi. Đây là cái mạng cái kết và hai mạng. Hai mạng này Triệu Vân đã phải bỏ mạng anh em ơi. Hai mạng liên tiếp đang bị âm hai mạng rồi. Wow. Từ từ nha, có Parata. Uầy, bây giờ mới để ý là Parata, anh em biết là hiện tại con rồng của chúng ta hiện tại thì leo danh rất ít khi anh em sử dụng, kể cả mình cũng không sử dụng nhiều cho lắm và lâu lắm rồi mình chưa làm clip vào Parata đâu. Ok, mình sẽ cố gắng làm clip về cái con rồng đấy sau nhá. Hiện tại anh em thể nhìn thấy máu khá là giấy Parata và cho trận đó này mình cố gắng bắt Parata thì sẽ uầy uầy. Gắt thế. Gắt thế, đây 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 chứ đâu, đây đây ở kia tốc biến à. Trời ơi, sao không tốc biến sớm đi để mình định hình lại mình sử dụng chiêu cuối nhá. Ok, không sao. Cứ giữ hết việc khả năng như thế này thôi, đánh một cách chậm rãi này anh em ơi. Đấy là trận đấu quyết định, vậy nên là anh em cố gắng cầm những vị tướng cứng nhá. Thật ra thì mình phải cầm Zephyr khá là suy nghĩ rồi, mình đang định cầm xạ thủ đi rừng ấy, nhưng mà anh em thể để ý là team mình đã có vị tướng Theoret rồi. Mà mình cầm thêm vị tướng xạ thủ nữa thì đây đây đây, Parata, thôi chạy mất rồi. Cầm thêm vị tướng xạ thủ nữa thì team rất là giấy. Được cái sự bảo kê của vị tướng Senel rồi, vậy nên là mình sẽ chơi vị tướng Zephyr, một vị tướng cũng khá là trâu bò. Lần này mình ganh phát nữa này. Ganh phát nữa này Triệu Vân ơi, từ từ. Mình sẽ nhảy vào chiêu cuối nha anh em ơi. Và phát này là lấy bản điểm số 3 mạng rồi. Triệu Vân là âm 3 mạng rồi anh em ơi. Wow, đường trên đã có mạng và 3 mạng hạ gục cho team bạn. Ok, không sao, thì mình sẽ cố gắng lấy cái trụ này. Và cái trụ đầu tiên trong trận đấu này đã bị nổ rồi. Ok, sang thăm hỏi dùng team bạn mà không có cái gì đây, không có cái dấu tích gì. Chắc là con bùa xanh sắp hồi rồi anh em. Cố gắng đợi đi, Senel cố gắng đợi. À đây đây đây. Quay một đi không trở lại rồi bạn ơi. Có mà chạy niềm tin. À rồi, hay quá nhở. Bật chiêu cuối chạy nhanh quá anh em ơi. Nhưng mà, úi rồi lại nhảy xịt rồi. Ấy, 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 ấy à. Ok, mình chạy đây anh em ơi. Dính khá là nhiều trụ bắn, anh em có thể nhìn thấy rất là trâu bò khi mà mình đã lên được cái dìu level 10. Và việc đây đây, cướp luôn bùa xanh nha, cướp luôn bùa xanh đã. Đây, từ từ Triệu Vân, giữ. Ấy ấy là mình sẽ cố gắng sử dụng chiêu cuối và lao vào hỗ trợ cho Senel, và đây sẽ là cái mạng thứ tư của vị tướng Triệu Vân lên bảng. Ok, cứu. Em xin lỗi anh ơi, ngàn lời xin lỗi anh, tha lỗi em cho em đi. Ok kìa, okay, mình sắp có chiêu cuối nhảy rồi. Ôi trông ngu người rồi. Nhảy một chỗ anh em ơi, đúng là một pha xử lý quá ngu người. Trời ơi, có xíu máu này. Hên quá, do là mình ăn ở tốt anh em ơi. Ăn ở tốt, sống tốt. Đó, thế nên là mở gặp may mắn trong em vừa xong. Thật sự là cái chết đến gang tấc rồi. Nó còn xíu xíu thôi, một con lính đánh mình thôi, mình bắn mình một phát thôi là mình chết rồi đấy. Nhưng mà rất là hên. Thật sự là rất là hên luôn anh em ơi. Vừa xong thì không biết kêu trợ giúp của ai, cố gắng để cầu cứu thôi. Nhưng mà thần linh ban phước gọi là Chúa Trời. Ok, hội Thánh Đức Chúa Trời anh em ơi. Ok đây nhá, mình sẽ cố gắng ở lại này, sử dụng chiêu cuối luôn. Vào đây này, đó, mặc dù là mình hết máu nhưng mà mình sẽ cố gắng bất chấp tất cả. Đây, voi này thì chết này voi ơi. Ok, mỗi người một mạng, Kahi ăn mạng của King Zoroth và mình ăn mạng của Chao Na. Bây giờ té thôi, có Triệu Vân kìa. Chia đôi. Ok, thôi nhá. Ôi lần này thì, ôi thử cố gắng, mình sẽ cố gắng ở lại để hỗ trợ này. Mình sẽ cố gắng ở lại hỗ trợ nhá, chạy về gần đi, mình có chiêu cuối mình sẽ hất tung lên này. Rồi, chạy. Nakroth, Triệu Vân vẫn lao vào. Ok, và cái mạng nữa này. Ham mạng hả, trời ơi. Ham mạng hả bạn ơi. Ok, 702 rồi. Trời ơi, buồn cười quá anh em. Một pha xử lý ngu người, Triệu Vân ơi. Sao lại tham mạng đến vậy. Ôi, bây giờ mình để ý này. Cố gắng anh em ơi. Trong trận đấu này, hiện tại team mình có Theonat một trong. Ôi, đừng có lấy bùa xanh của tôi. Anh em biết là khi mà đánh vị tướng Zephyr mà mất cái con bùa xanh này thì thật sự rất khó ganh luôn. Zephyr của chúng ta, lượng mana của nó thì nó cũng bình thường thôi. Nó sử dụng kỹ năng tốn mana thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà một điều ấy, kỹ năng nó hồi nhanh ấy, anh em sử dụng nhiều thế nên dẫn tới là hết mana nhanh. Chứ không phải là sử dụng mana của nó là cái lượng mana nó mất nhiều cho mỗi lần sử dụng đâu. Đó, tại vì anh em sử dụng quá là nhiều luôn anh em ơi, té thôi. À đây, ngang à, ôi trời, ôi.
Tưởng thế nào, tưởng bạn thế nào. Đây đây đây, hay quá. Ủa, một sọc. Úi, nửa cây máu đây. Thôi mình sẽ có chiêu cuối rồi, mình sẽ lao vào trụ băng trụ anh em ơi. Chơi hả bưởi. Ok, chạy thôi, chạy thôi. Đó, một cái cấp cứu và một cái chiêu cuối của Senel sứ mệnh cứu thế, và mình đã được hồi máu, chạy thôi. Thơm quá. Có sứ mệnh cứu thế. Thật sự thì bảo kê, đồng đội bảo kê rất chắc trong trận đấu này. Cố gắng lên, cái chiến thắng đang gần trước mặt rồi. Khi mà 11-4 thôi, team mình đang hơn đối phương rất là nhiều. Nhưng một điều là cố gắng phải đẩy trụ. Ăn mạng nhiều cũng không chắc chắn một điều đấy là anh em sẽ chiến thắng. Mà chiến thắng đó là phải phá hủy được cái nhà chính. Đây, đây, đây. Ok rồi, chắc chắn nha. Rồi. Thôi thôi, Chanel về đi, Chanel ơi. Đây này, thôi, 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 có lẽ là té rồi. Team bạn bây giờ cũng không dám lên cao anh em ơi. Mình nói nhiều này chắc là nhiều anh em nói mình chém gió. Thật ra thì đấy là mình thích bình luận kiểu vậy thôi. Còn hôm qua thì mình mới đọc được một cái bình luận nghe khá là buồn. Anh em để lại bên dưới đó là mày chém gió ít thôi. Tao nghe tao bỏ đăng ký kênh rồi đấy. Trời ơi, thật sự thì rất là buồn. Đấy là mình không thể... Mình đã nói rồi, mình bình luận thì chủ yếu là mang cái tính chất vui cho anh em thôi. Chứ còn mình nói nhiều thế này, nếu mà anh em ghét thì mình sẽ không nói nhiều nữa. Thi thoảng mình sẽ nói trong trận đấu thôi, chứ không phải nói liền mạch như thế này. Còn nhiều anh em nói là mình chăm gió quá thể thì thôi, chắc là có lẽ là từ bỏ cái kiểu là mình sẽ chăm gió như thế. Mình sẽ ít chăm gió đi và sẽ im ỉm trong trận đấu xem như thế nào. Chứ còn nhiều bạn bỏ các đăng ký kênh vì cái việc mình chém gió nhiều thì mình cũng khá là buồn. Nhưng mà không sao, biết làm sao được, níu kéo các bạn làm sao được đây. Ok, tùy thôi. Đây là mình đã cố gắng cải thiện clip lắm rồi đây anh em ơi. Rồi. Ok nha, từ từ nha, quay trở lại với trận đấu đấy một chút, chia sẻ một chút thôi. Ôi, thôi mất kinh công rồi vãi. Trời đất ơi, mất kinh công rồi. Mất kinh công rồi anh em ơi, thủ tôi. Đùa. Sao ăn kinh công sớm vậy trời. 12 phút, cũng không sớm sửa thì mấy, 12 phút rồi. Đây nhá, mình sẽ cố gắng làm sao sử dụng chiêu cuối. Và Pareta này thì luyện. Ôi ôi, thôi tôi cứu 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 cứu. Cứu em. Mất trinh rồi. Mày quá anh em ơi, vẫn còn chim. Nhầm. Đấy nhá, mình sẽ phải bắt Pareta này. Lao vào và mình sẽ phải chạy ra anh em ơi, chạy ra. Chứ còn mình đứng lại trong giao tranh thì có lẽ là mình bốc hơi rất nhanh. Thực về thủ nhà đi. Sao mà lại vậy nhờ? Khi mà team mình đang giữ cái phần thắng mà bây giờ đang để team bạn ép vậy thế, trụ đang bị lấy kìa. Quầy. Ép lên vậy trời. Đánh nhá, đừng đánh kiểu vậy các bạn ơi. Thủ đi à, hiện tại team bạn đang có à đây. Ừ, à đây 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 nhảy xịt rồi. Rồi. Parata đây bảng 400 vàng, thanh niên là xanh quá anh em ơi. Mình đã chấm dứt được cái sự bá đạo của Parata. Bây giờ sẽ là ủi, rồi Nakoros, ui nó vẫn chạy được kìa. Bây giờ mình phải chạy nhanh ra thật nhanh với con bùa xanh, nhưng mà hiện tại mình không có tê tái, làm sao giữ được cái con bùa xanh này đây. Đấy nè, có rốt ra cướp này, cứu cứu đang nước ơi. mất bùa xanh rồi, biết ngay mà trời ơi. Không có tê tái rất là khó giữ được cái con bùa mà Nakoros cực kỳ động, cơ động với cả khả năng sử dụng chiêu cuối. Miễn không chế anh em ơi, khó hất tung được thật sự luôn. Mà anh em biết là mình đánh vị tướng này mà không có bùa xanh thì rất khó đánh luôn. Rồi rồng hắc ám, từng những cái những cái điểm thật sự thì khó thật. Mặc dù là ăn hơn mạng nhưng mà bây giờ làm sao mà team mình đang bị ép trụ quá ghê kìa. Phải gồng mình lên mà gánh thôi anh em ơi. Ép trụ quá ghê. Ok, rồi đây chứ đâu. Xong 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 rồi lên bảng. Thần thánh rồi, từ nhà Triệu Vân kìa. Trời ơi, thủ nhà đi, sao nó lấy từng cái trụ một dễ vậy trời. Ôi, mình có lẽ mình chạy đây. Trong trận đấu này hiện tại mình vẫn đang cố gắng giữ chim. À nhầm, giữ trinh. Không để mất cái mạng này anh em ơi. Vẫn 10-0-4 này, đi học rất là giỏi. 10-0 này, 10 điểm này. Có thật, đấy chưa. Chơi hẳn vị tướng đỡ đoàn. Không phải đỡ đoàn, một đấu sĩ, đấu sĩ thiên về đỡ đoàn. Đó, Jaffit. Và về khả năng bắt được Pareta, nếu mà mình không chơi được Jaffit thì chắc có lẽ rất khó có những vị tướng khác nữa bắt được Pareta. Khi mà sử dụng chiêu cuối của Pareta thì nó tăng khá là nhiều búp giáp và kèm theo tốc độ di chuyển, rất khó bắt luôn đấy. Thủ đi nha, team bạn đang rất là húng anh em ơi. Cổ báo cáo trồn là team mình sấp mặt ngay. Trận này mà thua thì đúng là thôi thôi, lại gặp anh em lại ở danh kim cương thì còn không thì đây là trận đấu cuối cùng ở danh kim cương rồi.
ta cứ đánh từ từ thôi, bình tĩnh thôi anh em ơi. Mình cũng á, đây sao lên cao đấy bạn ơi, sai lầm a nhỉ. Đấy nhá, đấy chưa anh em ơi, chỉ có Zafit mới có khả năng như thế này. Rồi đến bảng giáp thống khổ này, mình đang như một con trâu, con quái vật đấy chưa, bắt luôn chạy đâu à, trời đứng lại solo kill, trời ơi. Anh em thấy mình rất là trâu luôn này, nhưng mà King Cross nó còn quái vật hơn kìa, đánh mãi không chết, trời ơi. Triệu Vân ra đi bạn ơi, khổ quá, đang là solo với nhau mà tự nhiên lao vào hỗ trợ nhau làm cái gì. Đang có một pha solo mà Triệu Vân ơi, sao tự nhiên nhảy ra làm gì vậy, và mình đã thua trong pha solo vừa xong, 1-2 không được luôn. Anh em thấy nhìn thấy là King Cross về khả năng bây giờ nó đã tăng sức mạnh và cái khả năng hút máu quá là ghê gớm. Rồi, Chanel cố gắng chấm dứt được cái mạng sống rồi. Chạy nhanh bạn ơi. Rồi, cố gắng lên. Ôi, nó quay lại. Ôi, trời ơi, sao vậy? Nửa cây máu tôi nhìn thấy gì đây? Nửa cây máu vừa ở vị tướng theo nát bị Triệu Vân còn hấp hối tí nữa nó phạt chết. Đánh cẩn thận chút nào. Mình đã bị mất mạng rồi anh em ơi. Cuối cùng không còn gì để giữ rồi, không còn cái gì để mất nữa rồi, xông lên. Thật sự là không còn gì để mất nữa rồi, khi mà mình đã mất mất trinh tiết rồi anh em ơi. Ngoan như thế nào bây giờ thì bắt Parata này. Ai vừa xong bắt tôi rồi, siêu Việt nha, cố gắng anh em ơi. Vừa xong thì team mình đã gặp rất là nhiều nguy hiểm rồi. Có lẽ là trong trận đấu này nếu mà đánh càng về lâu mình sẽ bán rất là nhiều trang bị và lên những cái trang bị khác, và hầu như những cái trang bị cuối lên đồ thủ là chính anh em ơi. Bên có cái giáp hộ mệnh rồi nên là cũng không lo gì nữa. Cẩn thận, Kahi ơi, biết ngay mà. Đây mình sẽ phải ra hỗ trợ Kahi, cố gắng bảo kê nhanh. Thôi không cứu được rồi, không cứu được rồi anh em ơi. Pareta đây chứ đâu. Bắt Pareta là chủ yếu. Rồi, con rồng nó phải lên bảng anh em ơi. Con này là con rồng đỏ. Không biết anh em nào đã uống nước tăng lực rồng đỏ chưa nhỉ? Ok. Lên thẳng nha. Hiện tại mất 3 người. Ôi, Alice ơi, sao về làm gì? Đây này, Voi ơi, Voi. Trời ơi, Voi đang cố gắng xóa sổ lính để không cho team mình lên đẩy trụ anh em ơi. Đánh khá là thông minh nhưng mà đây là cái kết này. Late game anh em đừng nói là vị tướng Zafit yếu, tại vì là bộ kỹ năng hồi rất nhanh anh em ơi. Chưa 1, chưa 2 của vị tướng này hồi rất nhanh. Nhưng mà mình hết sạch mana rồi, đấy là một cái điểm. Trời ơi, hồi kỹ năng nhanh. Nhưng mà sử dụng nhiều thì cũng hết mana. Trời, không có bùa xanh đánh đấm cái gì. Nên bùa kìa. về thôi. Thật sự là rất là thốn luôn. Không có bùa xanh, không biết đánh cái gì luôn ấy. Ok. Để cho tôi có bùa xanh nào các bạn ơi. Xong rồi chúng ta ra kinh công luôn nha. Mất kinh công bây giờ là sấp mặt luôn. Team bạn tổ chức ăn kinh công bây giờ là thua luôn đấy. Ra luôn kinh công nào. Chanel thì kệ đi, Chanel có sứ mệnh cứu thế, thế nên là đi lẻ cũng được. Tại vì Chanel có thể tham gia giao tranh một cách nhanh nhất có thể anh em ơi. Sử dụng chiêu cuối thôi mà mình sẽ bắt con rồng này. Bắt rồng là chủ yếu. Bắt rồng đã.
Đâu rồi, sao nó bật vân giáp to này? Đùa, ồ, triệu vân. Uầy, cả na có rốt nữa, tôi đúng là đập động vào tổ kiến lửa rồi anh em ơi. Nó gọi đội ra đông quá anh em ơi. Gọi đội ra rất đông, lại nhảy xịt rồi. Sao đấy nhở? Nó có xíu thôi kìa. Thật sự không thể bắt được Parata. Có sự hỗ trợ của đồng đội tin bạn. Ôi trời, tôi có lẽ xong rồi. Mình sẽ phải chạy đây. Có ra bộ mệnh nhưng mà phải chạy đây, chạy. Ngu người thay em cái nào? Nhảy. Quay. Cứu. Cứu với nào? Tôi không chạy được rồi anh em ơi. Đúng thật sự, về ngay. Ngay và luôn, về đi. Giờ mất kinh công thì cũng chịu thôi, bỏ kinh công thôi anh em ơi. Tại vì làm sao giờ? Còn hai người, mất hai người này nữa thì không còn người là thủ trụ nữa rồi. Dọn lấy nhanh nhất có thể thôi. Bây giờ mình sẽ bán giày đi và lên cái Hercules thịnh nộ chẳng hạn anh em ơi. Bán này đi nhá. Và xong đầu clip mình đã phải bán là thương Roy nớt đi rồi để lên cái giáp bộ mạnh. Đấy là bán rất là nhiều trang bị. Nhưng mà trang bị chính trong trận đấu này mình để cho anh em nhá. Còn nếu mà đánh nhau càng với lên này anh em lên theo đồ theo mình cũng được. Ok. Trời ơi, sao vậy trời, sao đi lẻ vậy? Theo nát đi lẻ quá, dẫn đến cả xe nào lên bảng luôn. Thủ nhà nào? Thật sự rất là mệt mỏi luôn, một cái trận đấu quyết định của mình sao nó mệt mỏi thế này. Cẩn thận nha anh em ơi. Đây, lao vào trụ cuối này, bảo vệ cái trụ này là chính nào. Đừng để nó lấy cái trụ. Ok, thoải mái đi, mình rất là trâu anh em ơi. Và cái mạng của Nacross lên bảng điểm số bây giờ sẽ là Pareta. Kìa con bạn, ô thôi nhảy nhầm, lộn số anh em ơi. Lộn số rồi. Đấy này, cố gắng bắt, ôi có cả King Cross, chạy thôi, gà Hercules thịnh nộ, quấy lên một phát bút giáp ảo anh em ơi, trâu vãi trưởng. Uầy, King Cross nó còn cái giáp hôn mạnh thì phải anh em ơi, đó, nó còn giáp hôn mạnh kìa. Cẩn thận xíu, ok mình đã ra rồi. Đây này. Căng quá. Không biết anh em xem cái clip này có căng thẳng không? Khi mà anh em đặt mình vào một cái trận chuỗi như thế này. Một cái trận chuỗi quyết định. Đấy, biết ngay mất bùa xanh rồi đánh đấm cái gì đây. Ê, bắt ngay con Vareta nha, có cụ ấy. Cân à? Bá đạo quá anh em ơi. Nhưng mà gặp mình là tắt nắng thôi, tại vì mình lên tanh mà. Ôi nhổ mình như cổ mũi đốt inox nhưng mà một... Ôi, tí nữa thì theo nát. Lên bảng kìa, ngấp ngoái luôn, thật sự là rất là bá. Nhưng mà gặp phải tanker như thế này thì có khóc rồi anh em ơi. Đấy chỉ bắt đạt được những cái vị tướng mà gọi là máu giấy thôi. Anh em về nhà hồi hết máu, hồi hết năng lượng rồi sau đó lên đánh nhau phát nữa nào. Chúng ta chắc là trận đấu này dài đây. Mệt thật. Công nhận những cái trận đấu này rất là mệt. Và đây là cái trận đấu mình cũng phải cân não, căng hết cả đầu ra. Hiện tại là hỗ trợ 13 mạng, ăn 12 mạng. Wow, gần như là tuyệt đối rồi anh em ơi. Nói chung là 25 mạng tổng số rồi. Còn team mình ăn 31 mạng cơ, gần như là tuyệt đối. Không có cái mạng nào, gần như là những cái mạng hạ gục team mình đều có mặt của mình luôn. Công nhận là bán giày đi di chuyển thốn vãi. Thốn thật sự, đi rất chậm anh em ơi. Đúng thật, đi chậm như rùa bò này. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, tại vì là mình phải bán trang bị đi để lên đồ trâu hơn. Cuối ghê rồi mà anh em ơi, đánh nhau về con bát thôi. Bảo ghê, xả thủ. Kệ đi. Chanel đi lẻ thì đấy là quyền của Chanel, tại vì Chanel có sứ mệnh cứu thế mà, có thể đáp xuống về nhà lúc nào cũng được. Rồi, hay quá đấy chưa anh em ơi. Như thế này thì đánh rất là hay luôn. Làm sao mà chặn lính, không cho lính lên cao để cho team bạn không có cơ hội. Team mình bây giờ thật sự chỉ có ôm trụ thôi, chọn cách ôm trụ thôi, đợi chờ cái điểm yếu team bạn và hạ gục thôi. Chứ còn bây giờ mà combat cũng rất là khó, bắt được cái con Parata đấy là cả một vấn đề đấy anh em ơi. Thủ nhà, tất cả thủ nhà, kệ Chanel đi, Chanel có sứ mệnh cứu thế mà. AD lên cái giáp hộ mệnh đi nào, trời ơi. AD lên giáp đi nào. Kìa, thật sự bây giờ cuối game rồi, xạ thủ mà không có cái giáp hộ mệnh thì thật sự rất căng anh em ơi. Hình như thanh niên theo nát lên rồi. May quá, phải nghe theo mình thì mới đấy lên được rồi. Phải nghe theo mình. Thật sự bây giờ đánh cuối game rồi mà xạ thủ không có cái giáp hộ mệnh, bị bốc hơi rất là nhanh và không có một lần hồi sinh nào nữa. Team có team mi đâu. Bây giờ thì cũng không có kinh công. Nói chung là hai con kinh công đã bị hạ cục trong trận đấu rồi. Chúng ta đợi sơ hở thôi. Nút bụi nào.
Kai ở nhà là cũng đúng thôi, không dám lên cao anh em ơi. Đây đây này, ôi bảo kê bảo kê Triệu Vân. Nhìn thấy thao tác như của cuộc thầy gái xinh anh em ơi, chạy sấn sổ đến. Ok, nó còn cái giáp bộ mệnh nhá. Rồi nhảy này, đây sẽ là mạng của lên bảng. Một người ra đi, một người ra đi. Ok, tiếp tục. Để nhà mình sẽ phải bắt Parata này anh em ơi. Mình sẽ phải bắt Parata. Parata đây này. Kìa, chạy đâu. Ủa, nó bật chiêu cuối lên giáp dày vậy anh em ơi. Giáp cực kỳ dày chỗ này đánh sao. Tôi cần hỗ trợ, tôi cần sự hỗ trợ của các bạn. Đây 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 đây, đây chứ đâu. Ok, siêu việt rồi, hay quá. Hiện tại thì team bạn mất 3 người, giờ thì lên thẳng đi, mình tanh trụ cho lên thẳng, lên thẳng, lên thẳng. Anh em có thấy cái clip này thật sự trận đấu này nó căng căng dã man luôn và mệt mỏi. Phút thứ 25 rồi, lên thẳng nào, lên thẳng. Kệ đi Nakroth, bây giờ chặn lính thì quá là bình thường. Tại vì team mình đủ khả năng để tanh trụ. Không về nhà thủ nhà đi, có xe nào sứ mệnh cứu thế, vào thẳng luôn. Vào thẳng luôn nha. Đánh nhà thôi, chỉ một cái nhà thôi. Đánh mỗi cái nhà thôi. Trời ơi, mình có cái giáp hộ mệnh này. Thôi, sấp mặt rồi. Quay, quay. Cố gắng lên nào, đánh mỗi nhà thôi. Trời ơi. Thôi xong rồi, thua rồi anh em ơi. À, hay quá, có theo nát. Victory. Và cái trận đấu cuối cùng của mình đã chiến thắng anh em ơi. Một trận đấu lên danh cao thủ. Mệt, mệt thật sự. Trời đất ơi. Lên rồi anh em ơi. Anh em thấy clip này hay thì nhớ để lại một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video, cộng thêm là một cái bật thông báo nhận các thông báo mới nhất đến từ kênh YouTube mình nha. Wow, victory rồi, tuyệt vời mặt trời. Mệt mỏi thật sự luôn. Mình được MVP rồi, một cái rất xứng đáng, nhưng thật sự trong trận đấu này ai cũng cố gắng gồng mình lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.